Dạ em cháu xin chào cô chú anh chị xa gần thân mến. Cháu tên Nguyễn Văn Hồng ở Thành Lợi Bình Minh Vĩnh Long. Số điện thoại em cháu 070 6398 713. Nay em cháu có lô hoa kiển xin giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ. Và cây số 1 là cây khế chua quái thú nghe cô bác anh chị, cây này rất là quái nha. Cái này là quái trong các loại quái đó. Nè, nữa mình chơi dài dài như cánh gừng luôn vẫn được, nã lên được mình để như cánh gừng dài luôn cũng được, mà mình chơi thú bonsai cũng được nha bà cô bác anh chị. Nếu ra chi nè thì dẫn nó đọt đây nha. Cái là cây khế chua nha cô bác anh chị. Cái đọt này nè. Cái đọt thì nãy mới 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 cắt xuống nha cô bác anh chị, nó có bị dấu thâm một chút nha. Đo ha, đo rồi hả, mấy đo thấp ha. Đây cái dấu này thâm nha quá chị, không sao nha, khế thì nó cuốn rất mà mạnh nha, không có thẹo đây nữa, rồi thẹo đây nữa nè, nó mấy này nó cuốn mạnh rồi nha cô bác anh chị, cuốn mạnh mau lành lắm, cỡ 5 hay 5 đã lành rồi. Cái này cái nhánh mình cắt bỏ đây, nó bị thẹo đây nữa nè nha cô bác anh chị, mới lũa xong nha. Nó cũng nói chung ra nó già cây quá rồi, nó ta không có chăm sóc rồi để giết rồi nó sạm da lũa vô chút đỉnh vậy thôi, chứ nó không có phải là hư hao gì hết. Cây này là kìa, chơi như thế nào cũng được hết nha của anh chị, quái gắt quái nha. Cây này nắm rồi 1,5 m, mét gửi tới đây nghe cô bác anh chị. Cái mình đó nha, em cháu đo cái mình đó là cái mình nó tới ngay chân đây là 450 nha cô bác anh chị, ngay đây là 50. Chiều cao là 31. Ở đây là 219 nha cô bác anh chị. Vành cổ là 48 nha. Mình con thú là 47. Giò cẳng nhóng cao rất đẹp nha cô bác anh chị. Đò giò từ mí bầu lên tới cái lưng này là 30 nha, 30. Giò cẳng đầy đủ nè cô bác anh chị, bên đây nó có dư nè, mình muốn cắt cắt để cho nó mạnh cây thì để nha cô bác anh chị. Cắt bỏ hay lấy giờ này với giờ này, hoặc giờ này nha cô anh chị, dư cây này dư 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 giò dư thế nha, rất là đẹp. Chơi cây tầm bay cũng được mà chơi quái cũng được. Quá đẹp cây này dữ lắm. Rồi cây số 1 có giá là 11 triệu nha cô anh chị, khó kiếm, khó lắm mới kiếm được cây này á. Cây số 2 là cây chiếu thủy da đen nha cô anh chị, chân cành có đủ nha. Đó. Cái này rễ rễ cục nha, rễ bệnh nha, rễ nồi đó, rễ bệnh đó. Chơi cây chơi bonsai được, cắt đây chơi bonsai nữa là được, nhưng mà chi cành đủ rồi. 54 chiều cao, hoành mình đo dưới đây đi là 38 hoành, đo trên đây thì cái đọt của nó thì 24 củ rễ. Củ rễ là 80. Cây số 1. Ủa cây số 2 có giá là 1 triệu 8 hả? Cây chiếu thủy da đen.
có giá là 1,8 triệu nghe cô anh chị. Cây số 3 cũng là chú thủy da đen luôn nha cô anh chị, giót một măng nha. Tới dấu cắt là 58. Hoành là 55. Cái này nó nu na xù xì ù gì nha cô anh chị. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu. Cây số 3. Cây này cây da xanh nha cô bác anh chị. Ủa cây số 4 chứ. Cây này cây chiếu thủy số 4 là cây da xanh nha. Chiều cao là 34. Hoành cổ là 30. Cây này nó đo cũng ra thước tắc nữa, nhưng mà cây này kêu cây nó cũng na ná như cây giáng hòn 77. Cây giáng hòn à, cây này cũng như cây giáng hòn đó cô bác anh chị. Nó cũng có nhiều chỗ lũa lũa nè ra, nó không có sao nó bị sành rồi. Moi ra chỗ nào nó ấy thì moi ra hết luôn, nó không sao, lũa lên cái. Cây này nó cũng hơi bị lũa chút đỉnh ra cô bác anh chị. Rồi, cây này có giá là 1,4 triệu. Cây số 5, cây chiếu thủy. Cây này cây cũng cây da đen mà tại nó để ngoài nắng riết rồi nó tái màu nha cô anh chị. Không biết da đen cây này da đen hay da xanh ta. Nó nói da đen đúng không? Cây da xanh quá ha. Cây da xanh quá. Rồi tính cây da xanh đi. 31. Da gì da cái cây đẹp với gù gì là được rồi. 36 hoành. Củ này nó lên xù hết rồi nghe cô anh chị, nó nổi cục 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 bú như bú vậy nha. 99. Hoành 99 ngay đây nghe cô anh chị. Quá trời nè, bệ nó như bú luôn rồi. Nó nè, bú bú nó nổi cục cục ngộ đó. Cây này là hàng ngộ. Cây số 5, cây chiếu thủy. Cây này có giá là 4,8 triệu. Cây số 6. Cây này cây da đen nha cô bác anh chị. Đúng cây da đen nè. Nó đọt nè, đọt ngay lên ngay chăng luôn. Nó bị lũa ra đây chút, lũa da nha. Nó cũng kéo à. Nó thà ba keo đen này mua của gút của lái thử ra. Cây này thì cũng lành tích, nó chỉ có cái đường dài đó thôi, nhưng mấy cái dấu cắt này nó không sao, bình thường nó lên tròn vo như trái banh vậy đó, mới cắt nó lại mới tỉa nó lại. Chiều cao là chiều cao là 10 19 nha cô anh chị. 20. Hả? Cao của thân á đây. 18. Từ đây lên 18 nè. 16 à. Bốn mươi sáu hoành. Chiều cao từ đây lên tới đây nó tới 40 mấy đặng. Tới đỉnh thì tới đỉnh là 40 40. Hoành cũ này chơi cây quái đẹp lắm nha cô anh chị. Một trăm ba mươi hai, 127. Rồi cây này có giá là 4,2 triệu. Cây số 6, chiếu thủy da đen. Lên da cẩm thạch hết rồi. Cây số 7 cũng là chiếu thủy da đen luôn.
Cái này gạch đen nha của anh chị. Cái này giọng chữ nữa là giọng chữ C cái gì đó. Cây này vô đúng cây đẹp nè, cây bonsai nè. 38 chiều cao. Hoành thân là 49. Hoành cũ là 87. Ở đây nó có cái lằn lũa này nó cuốn nè cô anh chị, nó cuốn mạnh rồi nè. Cái này của người ta nuôi sẵn rồi đó. Nó lành thẹo, cái thẹo nữa là bo lành, nó còn có chút nè. Còn có hai lóng tay à. Đây là cái này nó lành, nó kéo vô rồi nha. Cái da nó kéo vô, nó thẹo chính của nó đây. Rồi, cái này có giá là 2,8 triệu. Cây số 7, 2,8 triệu. Rồi. Rồi, cây số 8 là nu gò công nha cô bác anh chị. Nu gò công. Cắt rồi. Xước có đầu một con. Chiều cao là 28. Hoành là 29. Rễ rất đẹp nha cô bác anh chị, nu gò công nha. Cây này cây hoang dã à, chứ không phải là cây công nghiệp nha. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu. Nu gò công, lá chung. Lá chung mà chung lớn chứ không phải chung nhỏ như chung nu nha các anh chị. Nó như lá chiếu thủy nhưng mà nó bầu tròn nha, bầu dục nha, chứ không phải lá dài. 20 chiều cao. Cây này đúng chơi cây bài nha, 30 hoành. Cái độc chủ mình dẫn đây nha anh chị, đây chi gớt đây nha, đây đây bắt chi bắt không bắt bỏ dẫn đọt lên nói chi theo cũng được. Rồi cây này cũng giá 1,2 triệu luôn. Cây số 10 phải không? Số 9. Cây số 9 nu gò công. Cây số 10. Cây chiếu thủy này không biết chiếu thủy gì nha, quay đại nha. Cây chiếu thủy đó mà không biết loại gì. Nó tùm lum chân mấy cây này. Rồi 24. Hoành 29. Rồi. Hả? Này. Nếu có lũa hư đồ chút đỉnh cây này 300. Mấy cây đó quay chi trời. Bụi chiếu thủy nữa. Cái này mấy cây này cây da nhớt nha cô bác anh chị. Da nhớt nè, chiếu thủy da nhớt á. 36. Bụi nha, này chơi bụi được. 68. 246 lục được. Cây số 11. Có giá là 600. Cây kim bút số 12. Ừ đọc lên gì đó không thơm, tôi nghe tôi nha, biết số. Cây này dáng siêu à. Nữa về mình trồng mình nó cho nghiêng nghiêng gì nha cô anh chị. Mới ngay chi một nó có rồi, cành một nó có rồi. Này bấm xuống một chút nữa nha. Chiều cao là 30, tính ra 30 lấy 32 là tới đây là được nha cô anh chị. Tại này để chừa chịu hao hơi cao. Cái vút này bự à. 24 hoành. Rễ cũng quái nha. Có cây tử xa đeo nè. Có con thú đeo sau lưng này, tử thú đeo á, thú đeo á. Cây này có giá là 1,2 triệu. Kim quýt. Cây số 13. Cây phát tài lá xanh của anh chị. Đây. Lá xanh nha, bứt bỏ đi để nữa gửi đi cái thôi kệ. Lá xanh. Chiều cao 44. Cái lỗ này trong đây nó ra rễ hết trơn nha các anh chị.
Nãy cắt cái này cũng cắt thơm cho nó thấy liền cây. Hoành 48. Cái củ này bự lắm nha cô anh chị. 97 nha, 99 nha. Hoành 99 nha. Nó có cái lỗ này mà sành rồi mà trong đây nó cây này nè nó rễ nó ra dữ lắm ra nha cô anh chị nè, rễ đây ra bình thường rồi nè. Trên đọt nó có cái lỗ bọng tim tim chút nè. Ngón tay nè, đúng đúng ngón tay. Rồi. Cái này có giá là 1.800.000. Đó quá trời bự kêu rẻ. Hết sức. Cây 14 lá sọc. Tài lá sọc nha cô anh chị. Chiều cao mình đo tới dấu cắt đi là 42 nha. Mấy nãy đang ra mục nha cô anh chị, bác tài nó có gãy mục gãy đọt gì không sao nha, về mình tuốt hết cũng không được nữa. Rồi nó lên lại đọt mới nha. 69 nha. 69 của anh. Xích lên đi. Xích lên. Đây. 64 của anh. Rồi, cây này có giá là 2.400.000. Cây 14 hả? Cây 15 cũng phát tài lá xanh nha cô anh chị. Chùm phát tài nha. Một bó phát tài luôn. Cái này nói chung ra nó hư cũng bộn rồi nha. Hồi đầu rồi không có gọt đây. Nè nó cũng bự, nói chung ra cây hư hư khá đó. Nhưng mà cái ngoài đồ hư nó cũng vẫn còn cái hình dáng. 38. Về mình binh biến sửa lại nha cô anh chị, cây này em cháu chưa làm gì chân á, chưa sửa gì chân, mua sao để vậy luôn. 74. Không có binh biến gì chưa. Rồi cây này có giá là 1.200.000. Cây đi, lựa mấy cây bự á. Cây nguyệt quế. Số 16. Lá chung à, chung dúm à, chung dũm à. Cái này nó có mấy cái thẹo này nó cuốn cô bác anh chị, nó kéo mạnh lắm rồi. Này nãy chét keo ba keo đen không, cái này mình rút của lái nha. Mở cây mình thấy mạnh mình mới rút nha, cây này cây thừng chậu nha, trên chậu đem xuống nha cô bác anh chị. Tại nó chét keo đen chứ cây này không có gì trơn nha cô bác anh chị. Nè cái đầu nó nè. Cây này dáng đẹp lắm á, bắt sai đẹp lắm. Chiều cao 58. Hoành là 55. Cây này rễ đẹp nha quá chị, tại nó trồng nó đóng gông kêu với chét keo đen chứ không sao nha, kéo chỉ bình thường nha. Cây này là cũng lành tích, nó chỉ có mấy cái thẹo cắt đó thôi. Nguyệt quế mà gì là nó chăm chăm rồi đó. Ngon lành rồi đó. Không có chạy, không có tuột nữa rồi đó. Mấy thẹo nó lên rễ mà nhánh màu gì là nó hết tuột rồi đó. Là mấy cây này mạnh lắm đó. Nuôi ra được gì cũng không phải dễ. Cây mấy rồi, số mấy vậy? Cây này số mười mấy vậy? Cây số 16 có giá là 2.500.000. Nguyệt quế mà nuôi được gì cũng là thành công lắm nha cô anh chị. Chứ nó vậy mai nè, mai quay luôn hả? Mấy xù cục xù đó, có cục hả cô anh chị, chơi cục này ha. Cái này nói chung ra mình bích rễ nha, nó rễ nó cũng không có nhiều nha, nó vậy đó, nó đi xuống đó vậy là rồi đó. Cục xù chiều cao 19, mình đo cục bú này trước nha, cục này nữa nó thành cục bú nha. 25. Mình đo dướng ngạnh này luôn 25 nha, cho 20 thôi. Nó có ngạnh là tại dướng ngạnh tính 20 thôi. Rồi cục xù này có giá là 300.
cây 18. 18 hả? Cây bông giấy Mỹ ra coi quá anh chị. Bông giấy Mỹ số 18. Gió lùa qua cửa ra cái dáng. ~49 chiều cao. Vành cầu thân là 33. Rồi, cây này có giá là 900. Cây số 19. Dựng lên thành cây dáng trực nha cô bác anh chị. Đó, nữa về bó bầu gì đó thành cây dáng trực nha, rễ không có đá ra. Đấy, rễ còn gì thì chơi cây dáng siêu nha. Siêu nữa bắt cành gớt về đây chi một về đó đó. Mấy này cắt bỏ cũng được, vừa nó đè đẹp cây thôi chứ cắt bỏ hết mấy đứa dư. 47 chiều cao. Hoành 35, 34. Rồi cây này có giá là 900 luôn. Số 20 cũng là bông giấy Mỹ nha. Chiều cao 48. Hoành 31. Cây này đẹp nha cô bác anh chị, bự lực nha, cây này số 20 có giá là 1,4 triệu nha. ~21 ~38 chiều cao. Hoành 28. Bá chảy đó. Đó, thấy không cô bác anh chị, thấy không, cây này rất đẹp nha. Rồi cây số 21 có giá là 1,2 triệu. ~22 chiều cao là 52, hoành là 29. Đục con ghế này bỏ, chút nữa đục con ghế này bỏ nha cô anh chị, tha keo luôn. 22 cây này có giá là 900. Cây số 23 chiều cao 49, hoành 31. Cây này có giá là 1,1 triệu. Cây số 23. Số 24 chiều cao là 38. Hoành là 40, 39 nha các anh chị, đo chút nữa là 40 đó, mình cho như cho nha, từ 39 tới ăn lên đó nha. Đo tới đây thì bự lắm ạ. Cây số 24 có giá là 2,2 triệu. Cây số 25. Chiều cao 40. Hoành 21. Rồi cây này có 600. Cây số 26. Quái nha. Tưởng ai đứng nghiêng bóng dừa nè nha. Hai giò chéo chéo qua. Gái đứng dán đứng bến tre đó. 60. 31. Rồi cây này có giá là 900. ~27 chiều cao 43, hoành 28. Rồi cây này có giá là 800. ~38 chiều cao, hoành 29. Rồi cây này có giá là 1,000,000. Đẹp nha cô anh chị. 29. Hoành cao 51. Hoành 24. Cây này có giá là 700. Số 30 cũng bông giấy Mỹ luôn. Cái này đẹp nha, cái này dáng thế đẹp ạ.
47 chiều cao. Ai thích cây nào thì mua cây đó, thì cây nào cũng đẹp, ai thích thì đẹp, ai không thích thì xấu, dụ gì đó. 31 hoành, cây này có giá là 800. Ai thương thì khen, ai ghét thì chê vậy đó. 42 21 rồi, cây này có giá 600 hả? 31 600 32 khi chê khi nhúng khi chề cũng có khi khen nha cô quá anh chị, cái gì cũng vậy, chê hoài sao khen hoài sao. 39 hoành, 24 cái này có giá 700. 33 còn giờ không tên vậy nha. Chiều cao 48 hoành, 35 cái này có giá là 900. 34, cặp 34. Cặp 34 chiều cao 44 hoành, 17 rồi, cặp này có giá là 600. 35 rồi, 45 chiều cao hoành, 17 rồi, cũng có giá là 600 luôn. 36 và chiều cao 32 hoành, 20 rồi, cặp này có giá 700. 37 hai cây giống hệt nhau luôn nha các anh chị, hai cây ngộ hình trái tim hình gì đó, trái cục tù. 55 chiều cao hai mươi lăm hoành rồi, cặp này 800. 38 sao gã rời hết rồi, nó lựa mệt. 50 chiều cao hoành, 22 21 rồi, cặp này có giá là 700. Xây xây ghê. Rồi 39 khỏi đo, cặp này 500 nè, búng tay nè, đo lên 32 gan 500. Cái này 40 này đo mới được, cái này không đo. 33 cao hoành, 27 cái này 700. 41 chiều cao 26 đẹp, dáng mấy cây này dáng đẹp đẹp không nha cô anh chị. 23 hoành, cây này có giá 700 luôn. Mày 42 cây này lùng lực có cũ đặt không nghe cô anh chị, nuôi thời gian nó lên nhóng lên cao nữa, cây này giá trị lắm tại bản thân nó nạt đặt sẵn rồi. 29 chiều cao vừa chơi vừa lên tiền. 26 hoành, cây này có giá 700 luôn. Số 43 này quái à, quái trong các tứ quái Sài Gòn. 37 23 cây này có giá 700 luôn. 44 hả, chiều cao 48
Hoành 18, cái này có giá là 400. 45. Chiều cao 30. Cây này cây bay đẹp lắm nha các anh chị. Hoành 24. Rồi cây này có giá 600. Số 46. Chiều cao 40. Hoành 28. Cây này 500. Chiều cao 33. Rồi thôi đi 48, 49 được rồi. 24 hoành. Cái này có giá 600. Hai cây nữa thôi được rồi. 48. 48. Chiều cao 47. Hoành 23. Cái này có giá 600. Cặp 49. Lấy chín cho nó ngon nha. 34. Cái gì cũng chín hết chứ không có sống. Và anh 17. Cặp này có giá 700. Rồi. À, cặp 49 cũng là cuối clip của em cháu. Em cháu xin chào bà con và chúc cho bà con cô chú anh chị xa gần được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Hết. Số điện thoại đọc lại không quên. Và số điện thoại của em cháu 070 6398 713. Rồi.